thang. Thì hôm nay mình làm video về vấn đề phơi nắng sớm cho yển, hoặc là ở đây thì các bạn ngoài yển ra nuôi chim chào mào hay các thứ cũng đã biết rồi đúng không nhỉ? Hay nuôi gà chọi cũng vậy. Những con vật mình nuôi nó cần được phơi nắng ấy, thứ nhất là để cho nó quang hợp những cái dinh dưỡng, các vitamin cho da của nó, cho màu mỏ, cho lông của nó sẽ óng mượt hơn, mỏ nó sẽ mỏ đỏ đậm hơn đấy. Ngoài ăn đủ chất, chúng ta sẽ cho yển phơi nắng đúng không nhỉ? Bạn thấy khi mà ra nắng nó rất là khoan khoái. Đây có em yển đàn em rồi, đang phê xù lông này, nó nghiêng bên phải bên trái để cảm nhận cái nắng ấy. Thì cái tầm quan trọng của phơi nắng là các bạn biết rồi đúng không nhỉ? Người mình cũng thế, không ra nắng các thứ nó sẽ, sức khỏe nó sẽ không thực sự là tốt. Cái gì cũng thế, cái gì nhiều quá cũng không tốt, nhưng mà có nắng có mưa, quy luật của thiên nhiên thì sẽ rắn giỏi hơn. Đấy, các bạn thấy là em yển đàn em đang nghiêng mình phơi nắng, xù lông lên, mắt lim dim, có vẻ đang rất là cảm nhận nắng. Bây giờ yển đàn anh thì nhạc trường cũng bắt đầu. Thì các bạn thấy là ngoài ra các dinh dưỡng tốt là chúng ta cũng nên phơi, nếu mà bận lắm thì cũng nên được tuần một lần, các bạn không phơi quá lâu. Nắng tốt nhất là nắng từ 8 giờ sáng, 7 rưỡi 8 giờ sáng ấy, bạn phơi vừa phải 15-20 phút. Nắng mà gắt quá như mùa hè thì có thể phơi 10 phút 5 phút tùy. Nhưng mình còn khi mà bận quá thì các bạn nên phơi nửa mát nửa nóng, nghĩa khi nóng quá nó có sẽ tự vào, nếu có cái chuồng rộng các bạn sẽ phơi, lấy cái gì phủ một nửa cái cầu đậu của con yển, con chim mình ấy, để khi mà nắng quá nó sẽ tự di chuyển vào, là kiểu. Còn khi mình mà trực được thì mình nên phơi trực tiếp luôn. Đấy, các bạn biết là phơi nắng ngoài lông yển nó óng mượt ra thì cái mỏ nó sẽ vàng dần lên, cái tai tích nó sẽ vàng dần lên và màu chân cũng sẽ đậm dần lên, cho được tổng hợp các vitamin đủ và nó tránh được là các cái con mạt các thứ ở trong lông của nó. Nhưng lưu ý khi phơi nắng các bạn không nên phơi ở cái dạng mà vừa tắm xong con yển đã ướt sũng, con chim mình đã ướt sũng đầm đìa nước các bạn phơi luôn, là không nên làm kiểu đấy. Bởi vì khi phơi kiểu đấy nó sẽ ủ cái nước nóng nó lên và nó sẽ làm bở lông, nó hủy hoại lông và hủy hoại các cái dầu mà khi mà rỉa lông ấy, là con yển hay con gà thì nó sẽ nặn cái dầu ở trên phao câu lên và để bôi bóng mượt lông. Nhưng khi chúng ta đang ở trong tình trạng nước ướt sũng thì nó sẽ bị làm hủy hoại lông, và điều đấy là không tốt. Nên các bạn cứ cho yển, cho chim tắm xong nó sẽ rũ lông và nó ráo cơ bản, nhìn màu lông ráo cơ bản rồi không còn ướt sũng nữa, thì các bạn mới phơi dần dần cho nó ấm dần lên và khô dần dần. Đấy, cho nhiều người cho tắm phát xong ướt phơi luôn, là không khác gì là chúng ta đi tưới cây rau mà giữa trời nắng 42 độ chúng ta lấy chậu nước tưới thì nước nó nóng lên, nó thành kiểu như là luộc, như vậy thì nó sẽ hỏng rau, thì lông chim và đấy, các thứ đấy là cũng không phải ai hướng dẫn gì kỹ cả, mình suy từ kinh nghiệm dân gian ra thôi, nên là mình làm như vậy. Đấy, thì các bạn thấy là hai em này phơi, mình đã phơi được đến bây giờ là video là hơn 4 phút rồi, mình sẽ phơi khoảng 8 phút mình sẽ đưa vào. Nếu dỗi mình lại phơi tiếp 5 phút, khi đưa vào con yển nó mát rồi mình lại phơi 5 phút sau nữa không sao cả. Nhưng là nắng sớm mà nắng giữa trưa và chiều thì mình sẽ không phơi, nó có nhiều tia tử ngoại, nó không tốt. Đấy, thì vấn đề phơi nắng cho nhồng, cho chim thì mình nói vậy. Các bạn có ý kiến gì các bạn cứ comment ở phía dưới. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.